Còn cái chuyện thân thể bệnh hoạn hay không bệnh hoạn là tùy duyên, chứ đừng có nghĩ bệnh hoạn là dở, còn khỏe mạnh đi đó là hay. Bởi vì Phật còn bệnh, bệnh rồi Ngài mới chết, phải không? Nếu Ngài không bệnh mà chết thì tức là bị cái lỗi sinh già bệnh tử, mà Ngài không có bệnh mà tử, phải không? Như vậy không đủ rồi. Cho nên Ngài hiện thân đủ cả bốn tướng sinh già bệnh chết, thì ai ở trên đời cũng như vậy thôi, trừ một hai trường hợp đặc biệt thì cái đó là ngoại lệ. Mình đừng lấy cái ngoại lệ làm cái căn bản rồi để phê phán những người khác là không đúng. Nghĩa là chúng ta cũng sanh, cũng già, cũng chết như ai, nhưng khác cái chỗ người thế gian đến già, đến bệnh thì buồn, rầu, khổ não, rồi đến chết thì sợ sệt, lo âu. Còn chúng ta già cũng cười, bệnh cũng coi thường, chết cũng tự tại, nhắm mắt đi mà không lo sợ. Cho nên người tu nhắm mắt đi mà thấy gương mặt nó tươi như cười đó, thì đó là tốt rồi. Còn nếu ra đi mà thấy nhăn nheo, mặt mày có bộ có cái vẻ khủng khiếp, lo sợ thì là không tốt. Cái trọng tâm là trước khi đi tỉnh táo để nhắc nhở đệ tử, và khi nhắm mắt đi một cách nhẹ nhàng thôi, chứ cũng bệnh cũng chết như ai. Chứ đừng ngỡ rằng người tu thiền là tự tại, muốn chết lúc nào cũng được. Ai đau chết nữa ông nó tu dở rồi đó, phải không? Chưa phải thiền sư, hiểu như vậy đó là cái lầm. Thiền sư có những vị cũng bệnh cũng chết vậy, vẫn bệnh như thường, chứ đâu phải là khỏi bệnh. Hiểu cái điều đó thì quý vị mới thấy cái giá trị của người tu không phải đặt nặng ở chỗ cái kỳ đặc, mà mình đặt nặng ở cái chỗ tỉnh sáng trước giờ phút ra đi, không âu lo, không sợ sệt, không buồn bã. Đó là cái tự tại các ngài. Nói vậy để bổ túc cái phần trước, để sợ rằng quý vị hiểu lầm. Ngang đây cái lấy những cái vị thiền sư kỳ đặc này đánh giá, đánh giá chung hết. Nếu thấy ai tu thiền mà còn phải bệnh, rồi phải uống thuốc, rồi phải trị, rồi đau ốm, còn xương mọc da nữa rồi, nhưng ông thầy không lên gì rồi đó, không bằng thiền sư, không có giá trị, thì hiểu vậy đó là lầm. Giờ tôi tiếp. Ông bàn Long Quẩn nói kệ: nhật dụng vô việc sự, di ngô tự ngẫu hài, đầu đầu phi thủ xã, xứ xứ vật trương hoai, châu tử thùy vi hiệu, khưu sơn tuyệt điểm ai, thành thông tịnh diệu dụng, vận thủy cập ban xài. Chúng tôi dịch: hàng ngày không việc khác, chỉ tôi tự biết hay, vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài, đỏ tía gì làm hiệu, núi gò bạc trần ai, thành thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Cái bài kệ này quý vị thấy, hằng ngày không việc khác, chúng ta tu chính trong cái công tác hằng ngày, đi đứng nằm ngồi, nhổ cỏ vuốt đất vân vân, tất cả những việc đó đều có tu hết, đều là sống trong đạo hết, chứ không phải giờ ngồi thiền mới là tu, giờ sám hối mới là tu, mà mọi hành động, mọi công tác đều có tu. Mà cái tu đó ai biết cho mình? Chỉ tôi tự biết hay, tôi biết thôi, chứ không có ai biết được cái tu của mình hết. Cho nên cái người tu thiền nó khác với người tu tịnh độ.
tôi tịnh độ, nếu đi đâu cũng muốn nhiếp tâm thì phải sao? Phải niệm Phật. Mà niệm Phật thì có cái gì? Có sợ chửi, thành ra ngồi cái niệm làm từng chửi thì mình đánh giá thầy này rất là tu, nghĩa là đi đâu cũng làm chửi cũng niệm Phật, mình đánh giá dễ. Còn mấy ông thiền sư đi thông thả làm tự do, không ai biết tu lúc nào hết, mình cứ cút đất, cứ làm công tác mà nói tu, ai biết mình tu? Cho nên cái đó chỉ mình biết mình thôi, chứ không ai biết mình được. Vì vậy mình nói chỉ tôi tự biết ngay. Và chẳng lấy bỏ chỗ nào trái bài. Tôi tự biết bằng cách nào? Biết bằng cách là đối với mọi vật không có cái tâm lấy cái này bỏ cái kia, hay giữ cái này tìm cái nọ. Nên tâm tìm kiếm lấy bỏ nó không còn nữa, không còn tìm kiếm, không còn lấy bỏ nè. Chỗ nào trái bài, nghĩa là nơi nào cũng không có thấy đây là thuận, đây là nghịch, đây là hợp, đây là không hợp. Nghĩa là sống cách tự tại, trước sự vật không có thủ xã, đối với mọi nơi không chê chỗ này, không đòi chỗ kia, không nói đây là thuận, kia là nghịch. Đó. Cái tu của người tu thiền là như vậy. Như vậy thì nói là một thiền sư mà đi ra chỗ này thấy cái này ham, cái này đẹp quá, mua. Thấy không? Thấy cái kia tốt, cái xinh, cái này tốt quá, xinh, xinh thí chủ. Thấy tốt thì ham, thấy đẹp thì ưa. Đó là tu kỹ chưa? Chắc chưa được kỹ. Bởi vậy dè dặt nghe, tôi giảng đây rồi, quý vị đi tới các nơi, nhất là tới vườn hoa của mấy Phật tử, ngắm rồi, cái này đẹp quá, sao tôi xin, thì người ta đánh giá, vậy thiền sư là sao? Thì thiền sư này thú xá quá, lấy hàng, thú cái này, xá cái kia, như vậy cho nên học rồi, hiểu là phải cẩn thận. Chứ không thì Phật tử thì hay khoe, có cái vườn hoa đẹp, có cái gì đẹp khoe đó, dẫn quý thầy quý cô đi coi, quý thầy quý cô đi coi rồi cái thấy cái nào ưng ý, cái gì xích xa, cái xin xin cái gì thì sao? Nếu người đó đã học cái này rồi nó như vậy là thầy còn thủ xã dữ rồi. Mà thủ xã tức là lúc đi này thầy không có tu. Đó, như vậy là mình thấy mình thiếu rồi đó, mình sơ sót, nên quý vị phải cẩn thận nhiều hơn chút nữa. Rồi đi tới cái như ở Đà Lạt quen mát rồi, đi về dưới miền Tây và về thành phố, xa nóng quá chịu không nổi. Đó là sao? Đó là trái bài thuận nghịch. Chỗ kia là thuận mình ở được, để là nghịch mình chịu không nổi, thì đó cũng là cái bệnh thủ xã thuận nghịch của mình đó. Cho nên phải dè dặt. Thực tu thì đi đâu người ta chịu nổi mình chịu nổi, người ta sống thì mình sống, đừng có thở than, đừng có đòi hỏi, nhớ như vậy thì nơi nào cũng là tu. Còn nếu không nhớ như vậy thì nơi này tu mà tới nơi khác chưa phải tu. Đó, bốn câu này ông chỉ cho mình biết rằng cái người thật tu thì tất cả hành động trong cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng là lúc tu. Làm sao biết lúc nào cũng là lúc tu? Vì không có thủ xã, không có thuận nghịch. Đẹp không thủ, xấu không xả, trái không có bực bội mà thuận cũng không ưa thích, thì như vậy đó là lúc nào cũng là lúc tu hết. Nhớ cái bốn câu này để cho chúng ta xử sự đúng với tinh thần của thiền sư. Đỏ tía gì là hiệu, núi gò bà
gì là điệu? Câu này dường như tối nghĩa, nhưng mà nó không có tối. Thường thường người ta muốn nói cái chỗ nào sang đẹp thì nói làm sao? Lầu hồng gác tía, phải không? Lầu hồng gác tía là chỗ sang, chỗ đẹp. Nhưng mà đây chỗ đỏ của tía, chỗ lầu hồng gác tía đó mà không có mắc kẹt ở cái tên, ở cái hiệu của nó, tức là không có dầu thấy đỏ thấy tía mà không có cái dính kẹt ở cái lầu hồng gác tía, hay là ở cái sang trọng. Đối với cái sang trọng mình không có dính kẹt. Núi Gò Bạc Trần Ai, núi Gò tức là chỉ cho những cái nơi lồi lõm, chỗ xấu, chỗ bần cùng, thì mình cũng không có một cái điểm nào để thấy nó là đáng chê, đáng trách. Như vậy chỗ sang mình không quý, chỗ tiện mình không coi thường, mình không khi. Đó là đỏ tía gì làm hiệu, núi Gò Bạc Trần Ai. Mà không có trọng chỗ sang, không có khinh chỗ hèn, thì thành thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa tuổi tàn, thì người đó làm cái gì cũng là thể hiện được cái thành thông diệu dụng của mình hết. Nếu không bị kẹt chỗ sang trọng, không bị khi xem thường chỗ tầm thường hay là chỗ bằng tiện, thì người đó làm cái gì cũng là thể hiện thành thông diệu dụng của họ. Người gánh nước cũng là thành thông, vừa tuổi của thành thông. Còn nếu còn có tâm mến chỗ sang, khinh chỗ hèn, thì gánh nước vừa tuổi là cái gì? Là thành thông diệu dụng hay là cái gì? Đó là lao động ra tiền, chứ không phải thành thông diệu dụng, phải không? Đó là lao động cho có tiền thôi. Chứ đừng có thấy, nghe nói gánh nước vừa tuổi thì tưởng ai gánh nước vừa tuổi cũng thành thông hết. Vậy thì nếu còn trọng cái sang, còn coi thường cái hèn, thì mọi hành động của mình đều nằm ở trong cái tầm thường. Còn nếu cái sang mình không trọng, cái hèn mình không có xem thường, thì tất cả hành động mình đều là hành động trong cái thành thông diệu dụng. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ mà đạt đạo đến cái chỗ chân thật, nói ra những cái lời rất là chí lý, hợp với cái tinh thần thiền, không có một chỗ nào dám chia trách. Thành thông ở đây là gánh nước bữa tuổi, vì mọi hành động ấy đều từ thể giác phát xuất. Chúng ta lại nghe một bà già trình thành thông. Đây, nghe bà già trình thần thông. Thiền sư Nam Tuyền Quy Tông Ma Cốc đi hành cước đến một cái quán của bà lão. Quý vị kêu bà đem trà. Bà lão, bà bảo quý thầy trình thần thông rồi sẽ uống trà. Nếu mà các thiền sinh của mình đi đâu mà gặp mấy bà già này chắc cũng mệt lắm nè. Ghé bà cho một bình trà, nó là thầy trạch trình thần thông đi rồi uống trà. Lúc đó làm sao đây? Chỉ ngó nhau chứ không biết làm sao. Cho nên được quý vị thiền sinh này là cũng là danh nổi tiếng, này nghe bà nói quý vị đưa mắt nhìn nhau chứ không biết làm sao, làm sao trình thần thông bây giờ. Cái bà già bảo quý thầy xem già này trình thần thông đây. Bây giờ quý thầy chưa chịu trình để xem già trình cho xem. Bà liền tay cầm bình trà, tay bưng chung trà, nghiêng rót vào chung để xuống. Đó là bà trình thần thông rồi. Thì quý vị thấy
cả nhà chúng ta tìm được bao nhiêu lần thần thông? Mà có thần thông thiệt không? Nếu mà quý vị trình thần thông thì chắc là vô bếp nè, nấu cơm nè, rửa chén đều thần thông hết rồi, phải không? Nhưng mà hai người ngồi rửa chén thì nói chuyện rụt rì hoài, trình thần thông không? Còn hai người nấu cơm cũng vậy, tuy vừa nấu mà vừa nói chuyện, rồi có khi cũng tỏ vẻ hơi sinh si nữa, thần thông không? Như vậy thì mới thấy thần thông diệu dụng là bao giờ cái tâm thủ xả không còn, thuận nghịch không có, không còn khen cái đẹp, chê cái xấu vân vân, thì lúc đó làm cái gì cũng thành thông. Còn nếu mắc kẹt trong cái đối đãi đó thì chưa có thành thông. Quả là thành thông trong hành động, đừng nghĩ thăng thiên độn thổ mới là thành thông. Bởi bất cứ một tác động nào lưu xuất từ tâm thể đều là diệu dụng đó. Nghĩa là nếu chúng ta đi đứng làm tất cả công tác chỉ từ tâm thể chứ không có khởi cái niệm vọng tưởng nào thì tất cả hành động đó đều là diệu dụng. Khổ nỗi người tu hiện giờ chỉ trọng thành thông diệu dụng mà quên bản thể. Nghe nói ai thăng thiên, ai độn thổ, vân vân thì quý, thì sợ. Còn cái sống rất là tự tại đó lại không biết. Đó là cái lầm lẫn lớn của người tu thời nay. Vì thế nên dễ lạc vào đường tà, chính quỷ thần vẫn được ngũ thông, làm sao giảng trạch được đâu là tà, đâu là chánh. Chỉ một bề trở về tánh giác là muôn đời không lầm. Bởi vì gần đây nhiều người tu thích thần thông, như trong kinh kể có một vị tiên tu được ngũ thông, ổng giảng thuyết rất là hay cho đến chư thiên cũng đến nghe nữa. Hôm đó ổng giảng xong thì thiên đế thích ổng khóc, thì thấy lạ mới hỏi tại sao mà trời đế thích lại khóc. Nên tôi nghe ngài giảng hay quá mà biết cái mạng sống của ngài sắp tịch, sắp đến nơi rồi. Ông nói như vậy thì làm sao? Thì ông nói thì đế thích mới bảo nếu ngài muốn thoát khỏi cái chết thì phải cầu Đức Thế Tôn chỉ cho. Thì nói hiện giờ ngài ở đâu thì chỉ nói hiện giờ ngài đang ở tại chỗ cây tinh xá Trúc Lâm. Lúc đó ông dẫn thần thông, ông tìm tới Phật, ông đi trên hư không, ông bay tới gần tới Trúc Lâm, thì ông nghĩ mình tới ra mắt Phật mà không có cái gì cúng dường thì coi không được. Cái nhìn xuống ở dưới đất thấy có hai cái ngô đồng đổ bông đều hết, để ông hạ xuống, ông dẫn thần thông, ông nhổ hai cây ngô đồng, ông để lên trên hai bàn tay, để hai bàn tay cho ông bay tới trước và ông hạ xuống tới, rồi ông mới bạch Phật: tôi xin đem hai ngô đồng cúng dường Phật và Phật dạy tôi làm sao giải thoát sinh tử. Hai cái ngô đồng để hai bàn tay, Phật biết buông cái rất cày, Phật biết buông cái rất cày nữa, Phật biết buông, không lúc hai cái ngô đồng để trên tay buông hai cái hết rồi, giờ ngài biết buông cái gì? Phật bảo: ta đâu có bảo ngươi buông cái ngô đồng. Buông thứ nhất là buông cảnh, buông thứ hai là buông can tức là thân, buông thứ ba là buông thích, buông được ba cái đó thì ngươi thoát khỏi sinh tử. Ngày đó cái ông ngộ,
như vậy mới thấy rằng có thành thông như vậy mà vẫn chưa thoát sinh tử. Còn người thoát sinh tử là người không còn chấp cảnh, không còn chấp thân, không còn chấp tâm, tâm tức là thức đó, thì người đó mới thoát ly sinh tử. Mà không chấp ba cái đó thì lúc này mình sống cái gì? Tức là với cái tâm thể bất sanh bất diệt tự tại. Mà ở đây nói rằng cái tánh giác đó nó mới đủ tư cách giúp cho chúng ta hoạt động. Mà những cái hoạt động không có giới niệm từ tánh giác lưu sức thì đó là thành thông diệu dụng, phải không? Đó mới là cái gốc. Còn nếu chúng ta chỉ học thành thông diệu dụng như ông tiên đó rồi cũng phải chết thôi, chứ không có cứu được. Như vậy mới thấy cái gì là cái chân thật, cái gì là cái tạm thời. Mà hiện giờ người tu ta thích cái tạm thời hơn là thích cái chân thật. Bởi vậy cho nên mê sai, ai dạ cái gì có phép lạ, cái gì có thành thông thì thích, còn nói cái thật thì coi thường. Tóm lại, hiệu dụng của người tu thiền, tu thiền tâm là nhận ra tánh giác của chính mình. Tánh giác này không sanh diệt, không tướng mạo, mà hằng giác. Bởi hằng giác nên chẳng phải không, không tướng mạo nên chẳng phải có. Nói không cũng không được, nói có cũng không được. Sống được với tánh giác là thoát ly sinh tử. Tuổi thọ của tánh giác đồng với hư không. Cho nên trong kinh nói, tuổi thọ của Phật không biết bao nhiêu tính kể. Đạt được tuổi thọ vô lượng vô biên ấy, còn gì hạnh phúc bằng, còn gì quý báu bằng. Sống với cái vĩnh cửu, chẳng sanh chẳng diệt này mới thật là đến chỗ chân thật tuyệt đối. Mà gần đây ta dùng từ là vĩnh hằng đó, cái đó mới là cái vĩnh hằng. Còn cái gì ở thế gian có thể so sánh với tánh giác? Tánh giác này mới thật là ta, là chân ngã. Tánh giác không bao giờ mất là chân thường. Tánh giác là chân thật, hạnh phúc là chân lạc. Tánh giác không có gì nhiễm ô được là chân tịnh. Cho nên nói chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh là bốn đức niết bàn. Ở trong kinh Niết Bàn kể, sống đến chỗ chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh này mới là điểm cứu kính thiền tông. Như vậy thì trong kinh Niết Bàn dạy rằng chúng ta tu đến cái chỗ cứu kính là nhập được Niết Bàn. Niết Bàn có bốn đức, phải không? Bốn đức Niết Bàn là thường, lạc, ngã và tịnh. Thường, lạc, ngã, tịnh là bốn đức của Niết Bàn.